quý vị thân mến, vì sao phải xem ngày cưới hỏi? Xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ hay chồng? Chúng ta biết rằng là cái việc mà xem ngày cưới hỏi là nhằm cái mục đích là chọn được cái ngày đẹp, đại minh đại cát để cái việc mà kết hôn diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngoài ra thì cái việc xem ngày cưới hỏi theo tuổi sẽ mang đến nhiều cái may mắn và hứa hẹn một cái cuộc sống hôn nhân viên mãn, lương duyên bền vững, hạnh phúc trọn đời. Người xưa có câu rằng là lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Vì vậy mà xem ngày tháng cưới hỏi phụ thuộc chủ yếu vào tuổi của cô dâu. Và trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái ngày được coi là tốt nhất phù hợp với cái việc mà cưới hỏi trong tháng 5 năm 2021 theo lịch âm. Đây là ba cái ngày được các chuyên gia phong thủy đánh giá là tốt phù hợp cho cái việc mà cưới hỏi. Và nhiệm vụ của các bạn là hãy lựa chọn xem những cái ngày nào mà phù hợp với tuổi của chúng ta nhất để chúng ta tiến hành cái công việc cưới hỏi. Hoặc nếu như các bạn đang còn băn khoăn thắc mắc không biết là mình nên chọn cái ngày nào thì có thể là để lại cái ngày tháng năm sinh của chúng ta ở dưới cái phần bình luận. Chúng tôi sẽ giúp các bạn lựa chọn cái ngày phù hợp nhất cưới hỏi trong tháng năm âm lịch này. Đây là ba cái ngày được đánh giá là tốt nhất cho cái việc mà cưới hỏi. Ngày thứ nhất đây là ngày mùng 3 tháng 5, ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Dương lịch là vào thứ bảy ngày 12 tháng 6, ngày Tân Mão. Giờ tốt thì gồm có giờ Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi và Dậu. Ngày thứ hai là ngày 15 tháng 5 âm lịch, ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Còn dương lịch là vào thứ năm, ngày 24 tháng 6, ngày Quý Mão, tháng Giáp Ngọ. Đấy, giờ tốt thì gồm có giờ Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi và Dậu. Tiếp theo là ngày 27 tháng 5, đấy là vào thứ 3 ngày mùng 6 tháng 7, ngày Ất Mão, Ngọc Đường Hoàng Đạo. Giờ tốt thì gồm có giờ Tý này, Dần, Mão, Ngọ, Mùi và Dậu. Như vậy đấy chính là ba cái ngày mà chúng tôi vừa mới nhắc đến ở trên là được coi là tốt, thích hợp cho việc mà tiến hành công việc cưới hỏi trong tháng 5 này. Và cũng rất mong rằng với cái thông tin mà chúng tôi đưa ra ở đây sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong việc mà lựa chọn ngày tốt, giờ tốt để tiến hành công việc cưới hỏi trong tháng năm âm lịch. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hoặc là muốn tư vấn thêm về tuổi của mình thì các bạn hãy để lại cái lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý anh chị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu như các bạn là những người mà lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.